Cô chú ơi, bữa nay con trai nó đi cất cồ với mẹ ha, mà bữa nay đi là đúng thứ sáu, trời ơi, người ta cho đồ ăn quá trời luôn nè. Cô chú có nó ăn nè. Đó, giờ nó ăn hết cái này tới kia. Đó đó, ăn thì dơ đồ luôn rồi nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Bởi vậy ăn hết cái này tới cái kia. Người ta cho nhiêu nó cũng hốt hết cô chú ơi. Đây nè con, chicken nè con, gà nè con. Ăn đi. Cơm nữa, cho con bả ra. Ăn mọi lúc mọi nơi, ăn mọi thời điểm luôn. Có là ăn mà có là ăn. Rồi đằng kia có, cần kia có nữa kìa. Lại xin nữa không? Hả? Lại xin ăn nữa không? Ý trời ơi. Thôi thôi, cái này nghỉ khỏe đi, cái này nghỉ khỏe đi. Ăn không? À. ăn nữa, ăn đi. Ngon không? Ngon không? Chạy, ăn đi, ăn đi. Ai nó nó mẹ mang đâu, mẹ hỏi cái miếng à. Zero sugar added. Ăn đi. Chạy 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 chạy, thằng kia tao cho bánh nữa kìa chạy. Thì có bánh nữa kìa. Đây, đây, bánh này, bánh. Thank you. A little bit spicy. Regular chip? Huh? Regular chip? Yes, please. Thank you. It's a little bit spicy? Yes. Thank you very much. Oops. I got it. Ngon không? ăn thôi nè, ăn rồi chạy đằng kia có nơi chạy, đằng đây có bánh rồi này chạy, trời ơi nay bánh quá trời bánh luôn chị ơi. Rice and madeleines are delicious. Thank you. You betcha, they make a great treat anytime. Drizzle them with chocolate, dip them in chocolate, or cut them like this and add chocolate. Cô nó bỏ nè. Cô nó bỏ nè. À, cô nó bỏ đó. Anh Đông đây chay, đâu có bánh đây chay. Đây nè, đây là bánh nè, bánh nè, bánh nè. Put them in your Easter basket. Take some home. Thank you. Thank you. Dark chocolate. Okay. Bỏ đây nha, bỏ đây nha. Dự trữ nha, dự trữ, dự trữ. Trời đất ơi, nó thấy cái nào là nó bỏ cái kia liền. Đây nè, ăn này đi. Ăn này hả, này ngon hả, này ngon hả. À, vậy khoái bánh này rồi. Ăn đi, con ăn đi mẹ. À, để mẹ ăn thử rồi, mà chưa ăn bánh này bao giờ. Chạy đi. Đó, đây nè cô chú ơi, chay với mẹ về đến nhà rồi. Hồi nãy giờ chay nằm ăn bánh, cô chú coi cái miệng của chay kìa. Đó, coi cái tay kìa đó. Cái tay kìa khủng bố chưa. Đó, cái mặt kìa. Sợ xạo chưa, đó, mặt xạo. Ăn đã, ăn hết cái cốt cồ chưa. Hả, hồi sáng giờ ăn hết cái cốt cồ chưa. Rồi coi coi. Ui trời ơi, còn sáng quần lên nữa chứ. Trời ơi, coi dữ dằn không. Coi coi nằm kìa. Phê rồi, phê chưa. Ngon không? Chay. Ngon không? Sao sao? Mày lắm rồi đó, cô chú thấy chưa? Coi kìa, có tay kìa, đó, cái tay đó, tay bên kia kìa. Đó, cái miệng kìa. Đó, xạo chưa? Giờ đi đi vô nhà nha. Ai? Con buồn ngủ chưa? Khó. Thôi nó buồn ngủ cho nó khò kìa, có được đời nó không. Thì sao sáng quần ai mượn sáng quần chi vậy? Ai mượn sáng quần chi vậy? À, đây nè cô chú ơi. Sau khi đi chợ về, mẹ với chay đi ra ngoài chơi. Ồ, wow, cái gì vậy chay?
Con gì á, con gì đằng kia kìa. Hả, à, cô chú bên này thấy chay mặc đồ. Ừ. Con gì á? Chay bên này mặc đồ giống cô chú biết giống ai không? Mặc váy giống Do Thái. Mấy người mà đạo mà Do Thái mà chính gốc á, ừ, mặc váy lắm. Đó, nó lại nó thấy mấy con nó dí theo rồi đó. Rồi. Đó, thấy không? Đó, thấy con nó chạy hết rồi đó chay. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, ngồi xuống ngắm đi. Ồ, đi đâu hết rồi? Sao các bạn thấy chay các bạn lại bỏ đi hết rồi? Các bạn thấy chay mặc váy đẹp quá các bạn bỏ chạy luôn. Nhưng mà nhìn con mặc váy mình nhớ mấy bà Do Thái khách mẹ quá chay ơi. Trời đất ơi. Nay trời nói chung là cũng đẹp được chứ không có đẹp gì mấy. Trời đất ơi, mới đặt gì đó. Thấy chưa, có mấy con đó là có cái đó liền, thấy chưa vậy? Coi chừng chừng từng từng té nha. Dung văn dung vẻ dữ người ta. Đố đố cô chú biết nó đi đâu nè. Giờ đi lại chỗ mấy con ếch đảm bảo luôn. Nó chạy đâu hết. Là mới là bây giờ nó sẽ quẹo vô mấy cái chỗ mà có cục điện, cục đồ trước nè, có cây thông đâu nè. Rồi chút nữa lại đi chỗ đi lại chỗ mấy con ếch. Đảm bảo luôn để coi nè nha, chuẩn bị đi vô phá mấy cái sợi điện nè. Lại đụng rồi nè. Ờ cây thông á con. Cây thông á. Ừ. Ngồi xuống đi, ngồi xuống xe, ngồi xuống cái xe hai chân ra. Cái để cái tay lên cái chân á. Cái mày chụp cho tấm hình. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy ông nói không? Thấy ông nói không? Đây nè, nè, chuẩn bị nè. Thấy chưa? Thấy các bạn thấy con nói có sai không? Mẹ nói con là đâu có gì đâu sai hả chay. Đó, là chuẩn bị đi nè, đi nữa nè. Rồi giờ đi là chạy đi lại tới chỗ ếch nè. Đây. Ôi Do Thái. Mẹ mà mặc cái bộ đồ này nghe mày dẫn con ra tiệm chắc mấy bà Do Thái khoái lắm nghe cho nha. Chơi nha. Khách mẹ khoái lắm à. Các bạn biết những người mà đạo Do Thái mà đạo mà chính gốc luôn người ta ưa mặc váy lắm. Ngộ lắm. Mà váy mà cái kiểu mà phải xe cái gì mới đúng nha, chứ không phải váy túm túm à. Đi đi chạy đi con chạy con nhìn đường chứ con đừng có cắm đầu con chạy. À bây giờ lại vô hết nè, coi nè. Nó tự đi nghe chứ còn không có dẫn đường nha. À coi chừng nè, coi chuẩn bị lại chỗ hết này nha. Tôi đoán không sao. Hết ngã chơi. Dựng hết lên con. Dựng lên. Dựng ếch lên con. Gió quá ếch ngã đó con. Ếch lên đó con. Con yêu sao con yêu đơn gì con yêu. Đó, dựng ếch lên đi con. À, ếch đó. À, đây đi qua bên kia. Đi qua bên kia đụng mấy con ếch kia. Xong rồi xách con ếch về. Thăm hết từng bạn ếch rồi thấy chưa? Rồi đi qua nè. Ồ, nay qua một địa điểm mới rồi. Nào giờ chưa qua địa điểm này nha. Thôi đi lên trên chị. Quay đầu là bờ.
vô ra vô vậy hả? Trời ơi, bắt tay kêu mẹ đi theo hay gì á? Làm sao? Này làm gì mà gió dữ vậy trời? Sao? Giường nữa đó hả? Quên hồi nãy chưa thăm mấy bạn ếch này. Đó, bây giờ chạy qua thăm mấy bạn ếch này nè. Đó, thấy chưa? Chị quên, cô chú ơi, chị quên. Rồi, rồi chuẩn bị lụm băng ếch này đi nè. Lụm nè, đó. Thấy không? Thấy không? Nè, trả lại con. Trả lại. Ừ, ngàn, nó không sai mà. Đi về đi về chơi, quanh đầu đi tới kia là đi tới đường rồi đó. Hay là con muốn đi về đường kia, con muốn đi về cái đường mà chỗ mà gặp cái bạn của Kỳ không? Chi ơi, dữ dằn chưa? Tiến lên, quân sĩ đâu? Tiến lên quân sĩ ơi, dữ chưa? Đi, tiến lên quân sĩ, tiến lên. Thôi, đi đường này. Ờ, đó. Dữ chưa? té nè. Đi. Coi chừng ngang. Bây giờ mày thấy sợ rồi đó. Dữ chưa? Nhóm tôi ngủ không quá chị ơi. Bây giờ là mẹ hát ngoài đó mày mới thấy con nhóm tôi ngủ không quá chị. Tăng. Ê, no. Stop it. Không bỏ vô miệng. Đúng rồi, không biết nha, chú. Cái váy này là cô chú nào cho chay nè, ở bên Việt Nam á. Cái cô chui. Ôi trời ơi. Trời ơi dữ chưa. Đi từ từ. Slow down. You gotta slow down. Con đi nhanh lắm, nãy con té không nhớ không? Đi từ từ thôi. Đi nè, đây. Come. This way. JD. Come this way. Kia kìa. Lại lên. Kia. Sợ quá. Kỳ đâu vậy? Ờ, nó nhìn lên cái nhà kìa, cái nhà mà bữa có con Kỳ á, thấy ghê không, nó đứng khựng lại, nó chỉ lên căn nhà có con mèo hồi bữa á, thấy ghê nó không?
Hồi nãy giờ là Ngọc không chắc á. Kỳ đâu, kỳ nhà nào đâu, chỉ mẹ coi, kỳ nhà nào đâu. Hả? Ê ê, đừng vô nhà, ta lấy cái đồ chơi của người ta nha. Đó, trời ơi, nó biết nhà này có cái đồ chơi nè, thấy chưa? Đồ chơi của hai đứa nít kìa, thấy chưa? Rồi đó, thấy chưa, nó đổ bộ cái. Trời đất ơi. bỏ cây nhìn lại coi có mất không đi chứ. Trời đất ơi, thôi rồi rồi. Công nhận thì cái chơi chơi chơi. Hay 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 không nè, thiếu đó cái thuốc á, tàn thuốc á. Thuốc ta hút á. Trời đất ơi. Hai anh chị đó chắc bữa nay thứ sáu nên chưa đi học về. Ơi, nó biết cái nó giục cái cây ngoài đó để vô đây lấy đồ chơi của người ta có được không? Xin bị lip vào bồ chị đi. Thôi, đi con, trả đi con. Trả đi con, trả đi con, đi về, đi về, đi về, ra lụm cây của con kìa, ngoài kia cái cây ngoài kia kìa. Coi chừng té nghe. Rồi, lụm cây đi con. Ừ, đi. Đi. Thôi, thôi, đi này. Về không? Đi con. Trời ơi, có con chim về đằng kia, có con chim mà thấy chim không? Hả, thấy con chim không? Kìa, chim bên kia kìa, chim bên kia kìa. Đó, thấy con chim bên đó chưa? Thấy chưa? Đó, chim đó. Ừ. Đó, chim đó, đúng rồi. Đó, mua giỏi chim chim. Đó. Mua giỏi chim. Chị đại mà dân chơi Michigan mà, bữa nay có cái cây là đúng là dân chơi Michigan luôn nghe cô chú. Dí chim đó, dí chim á, chịu chưa? Đó. Hên là bữa nay mày mặc ở trong có cái quần rồi đó, ngay bên ngoài có cái váy che chứ mấy té lát đầu gối nữa nghe chay. Chim kìa, chim kìa, chim kìa. Chim đó kìa, đó. Hên là có nắng nắng, thấy nó mát cái trời hả? Chúng này là thôi rồi. Lên ghế ngồi không? Bỏ cây lên, bỏ cây lên, leo lên, bỏ cây lên trước. Bỏ cây lên trước. Rồi leo lên đi, leo lên đi, leo lên đi. Leo lên đi. Vừa cầm cây sao leo. Trời ơi, cái cây này phải đem đi giục mới được chứ còn nó ấy, nó sóc sóc thấy bà đó luôn. Xe mình đâu, đi chạy lại xe mình coi, xe mình đâu. Chạy đi, where's your car? Đó, kiếm. Xe đâu? Xe mình đâu con? Con chạy lại xe mình mẹ coi coi. Xe đâu? Kiếm rồi, nhìn coi xe mình đâu. Đi đâu á? Nè cô chú ơi, chơi nãy giờ chơi đã rồi, đi ngang qua cái bà hàng xóm. Làm gì vậy? Đi ngang qua bà hàng xóm. Hàng xóm mới cho nó con này nè. Rồi bà đứng bà nói chuyện cho một hơi. Bà đứng bà nói chuyện ở ngoài đường á. Bà nói trời đất ơi, nó không ngừng không nghỉ luôn. Nó đi tới nó đi luôn, nó không bao giờ ngồi yên. Bà nói trời đất ơi, God bless you honey. Gì vậy? Trời đất ơi, làm gì chạy? Lụm lên đi bà nói hả. Trời đất ơi, con mày nãy giờ tao đứng tao nói chuyện với mày hả 5 phút mà nó không ngừng, nó không nghỉ luôn, nó đi tới nó đi lui. Bà nói hèn chi mày ốm nhơm ốm nhách luôn. Có ai hiểu được tôi không? Có ai hiểu được tôi với cái con nhí này không? Với cái nàng út trong ống tre này không? Thôi đi vô đi, nàng út trong ống tre ơi, nãy giờ mày đi mày mệt với con rồi đó, không ngừng không nghỉ. Ôi cha ơi, đó đi đi vô, chỉ có nó ngủ nó mới ngừng nghỉ thôi. Cô chú ơi, cô chú thương nó quá, mà cô chú dẫn nó về nhà cô chú là cô chú giữ nó cho mà mệt luôn. Đi vô, đi vô. Rồi
Xong xuôi nè, ôm em gấu vô đi. Ôm gấu vô ngủ đi, mẹ đi dọn dẹp và mẹ làm clip để đăng lên cho cô chú coi nè. Cảm ơn tất cả các cô chú đã xem cái video clip này. Hy vọng là cô chú thích cái video clip này. Tiếp tục ủng hộ kênh cho Trang nha cô chú. Cô chú cho Trang một like nha cô chú. Xích đu đi, xích đu đi. Cô chú cho Trang một like nha. Chào tạm biệt cô chú. Bye bye đi Trang. Bye bye cô chú đi Trang. Mẹ mệt rồi, mẹ thở không nổi luôn đó.